Xin chào các bạn, các cô, các chú, các anh chị và anh em. Hôm nay mình muốn giới thiệu, chia sẻ thêm một bài thuốc nữa về cây gạo có từ rất lâu đời rồi. Cây gạo là những bài thuốc dân gian vô cùng quý báu, nhưng mà mai một chúng ta đã quên đi những bài thuốc. Cây thuốc ngay bên cạnh ta mà chữa những căn bệnh rất đơn giản, như những vết thương chảy máu, băng huyết, thì ta có thể dùng hoa gạo lượng vừa đủ đốt thành than uống. Và như đau răng, có thể dùng vỏ thân cây gạo 20g sắc đặc ngậm nhiều lần trong ngày. Đấy là những cái hiệu nghiệm và mình đã được đọc sách nhiều và tìm qua cũng rất nhiều những thần y, những ông bác lấy bài thuốc làm từ rất nhiều năm nay rồi. Hôm nay mình, bản thân mình cũng rất quý trọng những bài thuốc và muốn chia sẻ rộng rãi lên cộng đồng mạng tin dùng. Và hãy phải có niềm tin, vì mình chia sẻ lên đây bằng cả cái tấm lòng và niềm tin gửi tới các bạn, chứ không phải là làm chơi. Sau đây là một số bài thuốc từ cây gạo. Cây gạo còn được gọi là mộc thiên cổ bối, ban chi hoa, anh hùng thụ. Theo dược học cổ truyền, vỏ cây gạo vị cay tính bình, có công dụng thanh nhiệt hoạt huyết tiêu thũng, thường được dùng để chữa các chứng bệnh viêm loét dạ dày và đi lỏng kiết lỵ. Ngoài ra, chấn thương do chật khớp, hoa gạo vị ngọt tính mát, thanh nhiệt giải độc. Rễ gạo vị ngọt tính mát, công dụng thanh nhiệt, cầm máu, xe vết thương. Như hôm nay mình giới thiệu một số bài thuốc viêm phế quản cấp tính, rễ gạo 30g sắc uống là sẽ rất hiệu nghiệm. Và ho khợp khạc da đầm, da máu do phế nhiệt thì hoa gạo các bạn dùng cho 15g và rau diếp cá 15g, tang bạch bì 10g, các bạn tự sắc và uống. Còn lôn ra máu, hoa gạo 14 bông, thịt nạc 100g, hoa gạo rửa sạch, thái nhỏ, thịt lợn thái miếng, hai thứ nấu canh ăn hàng ngày chắc chắn sẽ rất hiệu nghiệm và sẽ khỏi bệnh. Còn ho ra máu, hoa gạo 14 bông, sắc thật kỹ, chế thêm một chút đường phèn, chia uống ra 3 đến 4 lần trong ngày sẽ khỏi. Về viêm loét dạ dày, rất nhiều người bị trong hiện tại cái môi trường sống sinh hoạt bây giờ, như viêm loét dạ dày, rễ hoa gạo, vỏ thân cây gạo 15-30g sắc uống. Về đi lỵ thì ai cũng hay bị trực khuẩn viêm ruột HP đấy, thì hoa gạo 60g sắc kỹ, chế thêm một chút mật ong hoặc đường phèn, chia uống vài lần trong ngày sẽ khỏi. Như sưng đau vú khi sinh con, phụ nữ hay bị đó, hạt cây gạo 10g sao vàng sắc uống hàng ngày sẽ rất là khỏi. Còn trẻ em sốt cao vào mùa hè, hoa gạo 6g sắc kỹ, chế thêm chút đường phèn, uống chia vài lần trong ngày. Còn tiểu tiện thì không thông, có tiểu tiện, chất nhựa cây gạo 10g, kim ngân dây, cây kim ngân mọc các bờ rào giờ rất nhiều người trồng. Hạ thảo khô sắc với 750 kg nước, cô còn 300, chia uống 3 lần trong ngày. Còn bị sưng lề do chấn thương đau bóng, vỏ thân gạo, rễ cây gạo ngâm với rượu xoa hoặc giã lát đắp vào vị trí tổn thương như chúng ta tập thể dục thể thao hàng ngày. Đó là những bài thuốc dân gian cực kỳ hiệu nghiệm mà mình đã quên để ý. Còn ngứa vùng hậu môn, ngứa sinh dục làm nữ rất hay bị, thì các bạn hãy dùng vỏ thân cây gạo sắc nước ngâm rửa lơ bị bệnh. Chỉ một tuần mình ngâm 3-4 lần thì khỏi tịt bệnh luôn. Còn bị bong gân, vỏ cây gạo 16g cạo bỏ ngoài sao với rượu, cái lá lốt mọc ven bờ ao 15g sao vàng sắc với 750 kg nước, cô còn 250 ml, chia uống 2 lần trong ngày chắc chắn là sẽ khỏi bệnh. Hôm nay là mình chia sẻ về những cái công dụng, tác dụng của cây gạo
và hoa gạo, rễ gạo và vỏ gạo. Vì mình cũng nghiên cứu, cũng tham khảo qua các ông bác mình cũng sắc thuốc lam. Đó là những bài thuốc dân gian mình tâm huyết chia sẻ lên cộng đồng cùng các bạn. Mong các bạn hãy tin dùng và mình sống luôn có niềm tin vào cuộc sống, vào những bài thuốc dân gian mình làm mục đích chia sẻ rộng rãi để các bạn dùng. Chứ ngoài ra mình không thể là nói về thuốc thì không thể là chơi bời được. Mình xin chào tạm biệt các bạn và các bạn đăng ký kênh theo dõi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn ở video clip lần sau.